Chào các em, rất vui khi gặp lại các em hôm nay trong cái bài học mới. Đó là bài số 13, lực ma sát trong chương trình vật lý online của mình. Thì cũng như mọi khi là đầu tiên thầy sẽ tóm tắt lý thuyết cho các em. Thì các hiện tượng lực ma sát thì mấy em sẽ nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng. Đó là người đi bộ, thì có khi nào mấy em thấy là hỏi tại sao là người có thể đi về phía trước được hay không? Thì bài hôm nay chúng ta sẽ giải thích được cái hiện tượng đó. Đó là do lực ma sát giữa chân người và cái mặt đường. Thì khi đó là lực ma sát này sẽ đóng vai trò là lực gì, thì hoặc là nó sẽ là ma lực lực ma sát gì, thì hôm nay chúng ta học chúng ta sẽ biết. Trường hợp 2 mấy em có thể muốn gặp, đó là trường hợp mà mấy em đi chơi patin, hoặc là mình trong trường hợp là gì đây, mấy em kéo tủ có những cái bánh xe phía dưới, tại sao mà trong trường hợp này nó không trượt mà nó lại lăn tròn? Thì trong trường hợp này người ta gọi đây là ma sát lăn ha. Thì hôm nay thầy sẽ tóm tắt phần thứ nhất, đó là phần ma sát trượt. Thì ma sát trượt tức là tôi kéo một vật trượt trên bề mặt của vật khác, nó xuất hiện khi đó rồi ha. Thì mấy em sẽ coi là ngoài trọng lực rồi áp lực và lực kéo thì tôi còn một lực ma sát trượt, và lực ma sát trượt này luôn luôn có ngược, có chiều ngược lại với chiều chuyển động ha. Và nó có độ lớn là tỷ lệ với cái áp lực tác dụng lên vật ha. Trong trường hợp này ta có là F ma sát trượt, đơn vị đó là Newton, N là áp lực của vật lên mặt sàn, và nguy là hệ số ma sát trượt, và nó không có đơn vị trong trường hợp này. Thứ hai ta có là ma sát lăn. Ma sát lăn xuất hiện là ở mặt tiếp xúc và làm cản trở chuyển động của vật ha. Thứ hai nữa là gì, lực ma sát lăn này cũng tỷ lệ với áp lực, và hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số lực ma sát trượt hàng chục lần. Cái đó là một phần ma sát lăn. Bây giờ ta qua cái phần thứ ba, đó là ma sát nghỉ. Ma sát nghỉ xuất hiện và song song với phương tiếp xúc ha. Lực ma sát nghỉ cân bằng với ngoại lực, tức là khi này lực ma sát nghỉ nó cân bằng với ngoại lực làm cho vật gì đây, một là chuyển động thẳng đều, hay là nó sẽ chuyển động gì đây, đứng yên. Trong trường hợp này lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt, đây là đặc điểm của nó. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực phát động đối với người, đạp xe và động vật. Như vậy là ta sẽ giải thích được cái hiện tượng đầu tiên của ta là tại sao người có thể gì để bước đi về phía trước, thì do lực ma sát nghỉ này đã giữ chân ta lại và làm động lực, tức là làm lực tác động làm cho chân ta biến bước về phía trước. Đó là ba cái phần lực ma sát mà thầy muốn tóm tắt cho mấy em, đó là lực ma sát trượt, ma sát nghỉ và ma sát lăn. Trong đó trọng tâm quan trọng nhất là ta có ma sát trượt để ta áp dụng làm một số bài tập, thường là ta về ma sát trượt là nhiều. Rồi đây là một cái ví dụ thì ma sát nghỉ. Chúng ta sẽ qua phần bài tập áp dụng. Bài 1 đó là một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động nhờ một lực kéo của động cơ là F bằng 600 Newton trong thời gian 20 giây. Biết hệ số ma sát trượt giữa lớp xe và mặt đường là 0,2. Cho G bằng 10 m trên giây bình. Câu A, tính gia tốc và vận tốc của xe ở cuối thời gian này. Câu B, tính quãng đường xe đi được trong 20 giây. Đây là bài số 1. Chúng ta sẽ giải bài này. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Một ô tô có khối lượng là M bằng 1200 kg bắt đầu khởi hành. Sau 30 giây, vận tốc của ô tô đạt 30 m trên giây. Cho biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,2. Lấy G bằng 10 m trên giây bình. A, tính gia tốc và quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Câu B, tính lực kéo của động cơ theo phương ngang nha. Đây là một bài toán về ta kéo vật và ta tìm một số lực kéo tác dụng vào vật. Ta giải bài này. Tiếp tục ta qua bài số 3 là một ô tô có khối lượng là 3,4 tấn bắt đầu khởi hành nhờ một lực kéo của động cơ ép kéo bằng 600 Newton trong thời gian 20 giây. Biết hệ số ma sát giữa lớp xe và mặt đường là 0,2. Cho G bằng 10 m trên giây bình. Câu A, tính gia tốc của xe. Câu B, tính vận tốc của xe ở cuối khoảng thời gian trên. Câu C, tính quãng đường xe đi được trong 20 giây đầu tiên. Đây là một bài tập giống như bài số 2 vừa rồi. Chúng ta sẽ qua bài số 4. Vật có khối lượng 2 kg đặt trên một bàn nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và bàn là 0,25. Tác dụng một lực 6 Newton song song với mặt bàn lên vật cho G bằng 10 m trên giây bình. Câu A là tính độ lớn lực ma sát. Câu B là tính vận tốc của vật, tính gia tốc của vật. Bài số 5. Một ô tô có khối lượng 5 tấn đang đứng yên và bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của lực kéo ép kéo. Sau khi đi được quãng đường là 250 m, vận tốc của ô tô đạt 72 km/h. Trong quá trình chuyển động, hệ số ma sát giữa bánh xe và
mặt đường là 0.05, lấy g bằng 10 m trên dây bình, hãy tính câu A lực ma sát, câu B lực kéo ép và câu C là thời gian chuyển động. Chúng ta sẽ giải bài số 5 này. Tiếp tục chúng ta qua bài số 6. Một ô tô có lượng 2 tấn chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 0.2 m trên dây bình. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0.05, lấy g bằng 10 m trên dây bình, tính lực kéo của động cơ trong trường hợp này ha. Về bài số 6. Chúng ta qua tiếp bài số 7. Một vật có khối lượng 3 kg trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh mặt nghiêng góc 30 độ so với phương ngang và trượt được 2 m, mất 1.5 giây. Lấy g bằng 10 m trên dây bình, hãy tính câu A đó là gia tốc của vật, câu B là lực ma sát tác dụng lên vật, câu C là hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng, câu D là tính vận tốc của vật sau khi trượt được 2 m. Bài số 8. Một người kéo một vật có khối lượng là 100 kg trượt trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo ép bằng 100 N, dây nghiêng một góc là 30 độ so với phương nghiêng, hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0.05, lấy g bằng 10 m trên dây bình. Câu A là vẽ và biểu diễn các lực tác dụng lên vật, câu B tính lực ma sát, câu B là tính gia tốc của vật, câu C là sau 4 giây vật đạn vận tốc là bao nhiêu. Đây là tổng cộng là 8 bài thì thầy mới giải qua cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ